sừng sững cùng thời gian gần 1.000 năm qua. Được xây dựng vào thời Lý, là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của điêu khắc thời Lý, một nền điêu khắc đặc sắc bậc nhất trong lịch sử nghệ thuật Việt Nam. Cả khối tháp có trọng lượng lên đến 50 tấn, được tạo nên bằng chất liệu đá sa thạch, một chất liệu đá chỉ phổ biến trong nghệ thuật điêu khắc Chăm. Một di vật còn mang theo nó những bí ẩn làm đau đầu các nhà nghiên cứu. Cột đá Chùa Giảm ấy là một trong những cái di vật mà được tranh cãi rất là nhiều. Chùa Giảm được vua Lý Nhân Tông cho xây dựng vào năm 1086 trên sườn núi Đại Lâm, còn gọi là núi Giảm, nhìn về phía sông Đuống, nay thuộc xã Nam Sơn, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Chùa Giảm được biết đến như một đại danh lam thời Lý, một ngôi chùa có 99 gian bề thế với tổng diện tích khoảng 8.400 m². Qua thư tịch có thể biết rằng chùa Giảm được khởi dựng từ mùa đông năm 1086 đến mùa thu năm 1094 thì hoàn thành. Trải qua thời gian, quy mô to lớn, đồ sộ rộng rãi của chùa xưa không còn nữa. Ở cấp nền 2, hiện còn cột đá chạm rồng rất tinh xảo. Đây là một tác phẩm nguyên gốc của di tích hiện còn, mặc dù không còn trọn vẹn. Nó là một chứng tích của lịch sử ngàn năm. Nguồn gốc ban đầu của chùa Giảm là nó phát sinh từ thời Lý. Là nó có bằng chứng về năm tháng ghi ở chùa rồi. Và cái công lao là cho bà Nguyên Phi Lan xây dựng. Khi mà nó bị đổ nát thời kỳ kháng chiến, tuy rằng đổ nát như thế, nhưng mà cái cột đá thì nó vẫn còn từ xưa, nó không hề bị đổ nát một tí nào. Chỉ có những cái phần cấu trúc bên trên mà nó gọi lắp vào thì nó lâu ngày nó bị hư nát thôi. Kết quả khai quật thăm dò năm 2009 và 2011, từ năm 2012 đến 2014, toàn bộ các dấu tích nền móng kiến trúc trên 4 tầng nền đã được khai quật, làm xuất lộ với tổng diện tích 7.356 m². Di vật quý nhất của chùa Giảm còn lại là cột đá cao 5 m, không kể phần ngọn đã bị gãy nát. Được xem là công trình điêu khắc kỳ vĩ với nghệ thuật chạm khắc, đôi rồng đuôi giao nhau, thân uốn lượn mềm mại quanh cột, đầu rồng nảnh cao, trầu vào viên ngọc đến mức độ tinh xảo. Cái cột đá đấy mang tính chất biểu tượng, và một cái biểu tượng vô cùng quan trọng trong cái lịch sử mỹ thuật thời Lý đó chính là hình tượng rồng. Và nghiên cứu cái hình tượng này thì ta thấy rằng là dường như là nó có một sự tương đồng giữa tất cả những cái hình tượng rồng của thời Lý được chạm khắc trên cái cây cột đá này với cả những cái đầu rồng rất là lớn tìm được ở Thăng Long. Và thậm chí là nếu ta lần tìm sâu xa hơn nữa thì những cái hình, những cái đầu rồng mà được tìm thấy ở Hoa Lư Ninh Bình thì dường như là nó có một cái mạch nguồn. Và cái mạch nguồn đấy nó tìm thấy một hơi thở, một cái hào khí Thăng Long ở đấy với một cái niềm tự hào rất là lớn được đặt trong cái hình tượng đó. Cột đá được đặt trên một khu đất rộng ngoài khuôn viên nhà chùa. Một mặt tựa lưng vào núi Đại Lãm, một mặt hướng về phía đông, bao quát được cả một khoảng không rộng lớn. Cột cao khoảng 5 m, phía dưới có hình trụ tròn chạm nổi đôi rồng uốn lượn, đầu vươn cao trầu về viên ngọc tỏa sáng, thân quấn quanh cột, đuôi ngoắc vào nhau. Điều đặc biệt là đôi rồng này được khắc tạc nổi giữa các hoa văn phụ hình hoa dây móc được chạm nổi một cách tinh xảo. Tuy nhiên, chiếc cột đá này là gì? Nó là bộ phận nào trong tổng thể kiến trúc này? Có rất nhiều giả thuyết của các nhà nghiên cứu, người thì cho rằng đấy là một trong những cái dạng là cái lan can. Thế thì người thì là bảo đấy là cái cột đèn tín hiệu của cột nến, để cho mà khi mà vua quan đi từ sông Đuống theo ngòi con tên đến cửa chùa Giảm thì là người ta cứ theo cái hướng của cái đèn đấy là người ta vào, nhất là đi về ban đêm. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng đây không phải liên ga mà nó vốn là một thành phần trong một cái kiến trúc, mà cái kiến trúc gỗ đấy ngày nay nó đã biến mất hoàn toàn và còn không ai có thể hình dung được rằng là câu chuyện của cái kiến trúc đấy nó đã được hình dung như thế nào.
kết quả khai quật nền chủ dạng đã được xác định hai dấu tích bệ móng tháp thời Lý. Trong đó, một dấu tích bệ móng tháp đặt đối xứng với cột trụ đá chạm rồng ở tầng nền 2 và một dấu tích chân móng cùng các mảnh vỡ của một tòa tháp chất liệu đất nung ở tầng nền 3. Vậy câu hỏi đặt ra là trụ đá và bệ móng này có liên quan đến nhau không? Tại dấu vết của cái trụ đá đấy, thì nó còn để lại các cái dấu vết kỹ thuật học. Các cái dấu vết kỹ thuật đấy là các cái vạch định vị, các cái điểm vết vỡ ngược chiều nhau, với cả toàn bộ cái bề mặt của cái trụ đá hình chữ nhật là được đục thô. Chúng tôi mới ghép nối lại thì mới thấy rằng là toàn bộ cái trụ đá hình chữ nhật của cột đá nó được phủ kín bởi các cái hoa văn hình sóng nước và hình núi. Để chứng minh được điều đó thì chúng tôi lại phải chứng minh là cột đá đã từng bị đổ và di chuyển. Thì dựa vào cái vết vỡ đó, dựa vào cái mặt bằng ở phía trung tâm mà chúng tôi đào ra thì nó còn một cái đường bó móng, bó một cái khuôn viên rộng 13m40. Thế là cái kích thước đấy nó phù hợp với khi mà bạn đứng từ tầng nền 1. Có thể nhìn thấy một cái lối lên rộng 13m40. Nó tạo ra một cái điểm nhìn rất thoáng đạt cho cái khu vực ở giữa tầng nền 2. Thì chúng tôi đoán định là nhiều khả năng là công trình được xây dựng vào 1988-1994 đã từng tồn tại ở trung tâm tầng nền 2. Cuộc khai quật mặt bằng chùa Giạm của các nhà nghiên cứu Viện Khảo Cổ kết thúc năm 2014. Nhưng sau đó, một cuộc nghiên cứu khác lại được tiếp tục. Đó là việc điều tra, tìm kiếm thông tin hình ảnh của nhà nghiên cứu độc lập Đào Xuân Ngọc. Điều nhà nghiên cứu muốn là làm sao có thể hình dung rõ hơn về mặt bằng của chùa Giạm. Kiến trúc sư Đinh Việt Phương, công ty Badeat đã cùng nhà nghiên cứu Đào Xuân Ngọc mô phỏng hình ảnh của trụ tháp ngày xưa. Các kỹ sư đã thực hiện tái điều tra hiện trường, phân tích các thông số kỹ thuật cùng các dấu vết còn lại, từ đó lý giải nguyên nhân biến mất của công trình kiến trúc trong lịch sử và dựng mô phỏng hình ảnh của nó. Sau 5 năm, hình ảnh kiến trúc tháp chùa Giạm đã hoàn thành. Đây là công trình kiến trúc lớn thuộc loại hình kiến trúc tháp có kết cấu một trụ đỡ. Các hoa văn trang trí từ trụ đỡ đến đỉnh tháp mang giá trị nghệ thuật cao về điêu khắc thời Lý. Như ước lượng của các nhà nghiên cứu, thì cột rồng đá ngự trên núi Giạm nặng trên 50 tấn. Khối hộp vuông phía dưới cột có tiết diện 1,4 m và 1,6 m. Phần tròn phía trên thu nhỏ hơn một chút và có đường kính gần 1,3 m. Điểm gây chú ý nhất là phần tròn cũng là của toàn bộ cột trụ đá này chính là tác phẩm điêu khắc rồng đá theo phong cách thời Lý. Chất liệu cột trụ đỡ được làm từ chất liệu đá sa thạch, một loại vật liệu chỉ phổ biến trong điêu khắc Chăm. Vậy kiến trúc này phải chăng có bàn tay của những thợ thủ công người Chăm? Chúng tôi thấy rằng là tất cả những công trình thời Lý ở Bắc Ninh, chùa Dạ, chùa Phật Tích là công trình thời Lý và do đích thân Nguyên Phỉ Lặng chỉ huy cho công đức cho xây dựng. Và kể cả cái quan rồng ở đền thờ Lê Văn Thịnh thì cũng là cái chất liệu đá, gọi là dân thì gọi là đá giáp. Riêng cái đá đấy thì chúng tôi nghiên cứu và các nhà nghiên cứu đều kết luận là không phải ở Bắc Ninh. Hầu hết các chùa mà xây dựng từ thời Lý thì những cái tượng chùa, dù là tượng Phật, dù là tượng các quan giống, thí dụ như hệ thống 10 con thú ở chùa Phật đằng trước chùa Phật Tích, hay là cột đá chùa Dạ, hay là con rồng ở đằng trước đền thờ Lê Văn Thịnh, đều là cái chất liệu đá này. Cái chất liệu sa thạch ấy là một cái chất liệu có lẽ là rất là đặc biệt. Và ta cũng biết rằng là trong cái nghệ thuật, trong cái mỹ thuật thời Lý ấy, thì cái vai trò của người Chăm nó đóng một cái vai trò khá lớn để tạo tác nên những cái tác phẩm điêu khắc có tính chất hoàn thiện. Thế thì vào cái việc này thì đã được lịch sử ghi nhận rồi. Và cái chất liệu sa thạch thì lại là một cái chất liệu rất là quen thuộc đối với người Chăm. Nó có một cái đặc tính rằng là dễ tạo hình. Và cái tạo hình của cái trên cái chất liệu sa thạch ấy, nó cũng khiến cho người ta dễ dàng tạo ra những cái nhịp điệu, cũng như là tạo ra những cái tác phẩm vừa có tính chất đồ sộ nhưng lại cũng tạo nên được những cái tác phẩm mà nó có những cái nét đẹp tỉ mật được. Trên đây là một trong nhiều giả thuyết nhận định cột đá này mang đậm dấu ấn của thợ thủ công người Chăm.
Trong khi đó cũng có ý kiến cho rằng thợ đá của người Việt cũng có tay nghề điêu luyện và cũng có thể họ chính là tác giả của cột đá này. Những tranh luận, giả thuyết sẽ vẫn còn tiếp tục và cần một lời giải đáp thực thụ cho câu chuyện về cột đá Chùa Giảm.